Thưa quý vị và các bạn, trong ngày đầu năm mới, ngoài việc thắp hương lên bàn thờ ông bà tổ tiên, đối với cán bộ và nhân dân Cam Lộ còn đến chân hương các anh hùng liệt sĩ tại tất cả các nghĩa trang trong toàn huyện. Đây là việc làm không những thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn là nét đẹp văn hóa trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Sáng sớm mồng 1 Tết Mậu Tuất 2018, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, một không gian tĩnh lặng, ấm cúng, ngắt hương trầm. Ngày đầu năm mới nhưng rất đông cán bộ và nhân dân địa phương đến đây để dâng hương, dâng hoa và viếng hương các anh hùng liệt sĩ. Việc đầu tiên của gia đình anh Hoàng Quốc Anh khi đến nghĩa trang liệt sĩ xã là thắp hương phần mộ của những liệt sĩ chưa biết tên. Bởi theo anh, những phần mộ này ít nhiều có sự thiệt thòi, không có sự chăm sóc của người thân. Đến để thắp hương cũng mang theo cháu, đưa theo cháu nhỏ cũng để là mang là ý nghĩa để là giáo dục cho cháu là biết là cái cội nguồn cũng như là biết cái ý nghĩa sâu sắc về là việc là tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, để là hôm nay là có cái mùa xuân hòa bình, càng ngày là đất nước càng phồn vinh và là phát triển. Huyện Cam Lộ có 8 nghĩa trang liệt sĩ, là nơi yên nghỉ của hơn 3.500 liệt sĩ, là con em của mọi miền tổ quốc đã anh dũng hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, trùng tu, nâng cấp nghĩa trang cũng như các phần mộ để tạo điều kiện cho nhân dân đến dâng hương, dâng hoa, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, trong ngày đầu năm mới, cán bộ và nhân dân đến viếng hương tại các nghĩa trang rất đông, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng quê hương. Nhiều thân nhân liệt sĩ khi đến viếng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trong ngày đầu năm đều cảm thấy ấm lòng hơn khi các phần mộ được chăm lo ngày càng khang trang hơn. Về đây thì nghĩa trang liệt sĩ được chăm sóc rất là chú đáo, nhân ngày mùa xuân về thì hoa bừng nở, cây cỏ rất sạch sẽ. Tôi nghĩ đây là một niềm vinh hạnh đối với những thân nhân đã có những liệt sĩ hy sinh cho đất nước này. Một mùa xuân nữa lại về và mỗi nén hương thắp lên trên phần mộ các anh vào ngày đầu năm mới, phần nào làm vơi đi nỗi đau thương mất mát đối với thân nhân các liệt sĩ, là lòng tri ân, là nghĩa tình của thế hệ hôm nay để các anh và người thân cảm thấy ấm lòng hơn. Đây cũng là nét đẹp văn hóa có tính nhân văn sâu sắc trong mỗi dịp Tết đến xuân về.